đêm dài bao phủ thế giới, ánh trạng đông chậm chạp. Ác quỷ phủ xuống đất, sinh linh đồ tháng. Hắn du tẩu ở trong đêm dài, rong chơi ở trên lưỡi đao, lắc lư ở đám mây cùng địa ngục ở giữa. Đốt lên tinh hồn chi hỏa. Nếu đêm dài đằng đẵng, ta đây liền làm quân chủ đêm. Văn, lầm lẫn, giả dối. Phong lăng thiên hạ quyển sách thứ 8. Phổ quần quy quy. 0877103143 tiểu thuyết máu chốt. Trường giả quân chủ vô đạn cửa sổ, trường giả quân chủ TXT toàn tập đao loa, trường giả quân chủ chương mới nhất đọc. Chương 1 Phần đệm xem như bộ phận thiết lập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Phương triệt để Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Đào thường kiếm kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 4 Trầm chướng phong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Nhân sinh nơi nào không gặp lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 6 cả một đời làm huynh đệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Một đầu không quay đầu lại lộ, cầu lai like đề cử cùng nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Thiên đại nhiệm vụ, cầu lai like đề cử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 thật lúng túng a à, cất giữ đề cử nguyệt phiếu a à. bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc chương 10 có cốt khí cất giữ đề cử nguyệt phiếu bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc